Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình vừa mới tìm được con quạt thổi khá là hay các bạn ạ. Đấy, con này chạy điện 12V các bạn nhé. Đấy, made in Việt Nam luôn này. Đây là cái hãng tên gì của nó gì này, Nidex gì này, mình không đọc được. Thì con quạt này mình thấy người ta review là thổi khá mạnh, đâm ra là mình đặt thử. Đấy, thì nó có những cái mạch ở đây là mạch điều tốc cơ, nhưng mà mình sẽ không dùng cái mạch điều tốc đấy, mình sẽ đấu hai cái dây này vào các bạn ạ. Đấy, trên shop hướng dẫn thì đấu cái dây xám này với dây đen, và cái dây đỏ này với dây cam này. Đấy, bây giờ mình sẵn đây mình đang có một quả pin 12V này. Đấy, và mình sẽ đấu thử các bạn nhé. Mình đấu thử xong là tí nữa mình sẽ chế một cái ok thì mình sẽ chế một cái quạt thổi các bạn nhé. Đấy, shop có cho thêm một cái đầu này để gắn vào đây để làm cái máy thổi. Đây thì trên này có ký hiệu là mũi tên, bên này chỉ trên bên này nghĩa là đầu thổi ra. Đấy, thì mình sẽ tí nữa mình sẽ gắn cái này vào đây. Đấy, con đầu này mình sẽ chắc là mình sẽ chế một cái tấm gì đó để mình chắn, tại vì nếu mà cái quạt này mạnh thì cái này quay á, khi mà cái này quay này đấy, thì nó sẽ rất mạnh, nó mà quẹt vào tay thì có thể gây đứt tay các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình đấu các bạn nhé. Mình sẽ đấu thử trước ạ, xem là cái độ mạnh của nó đến đâu đó các bạn nhé. Xong là tí nữa mình sẽ ok thì mình sẽ tiếp tục chế nó thành cái quạt thổi. Đấy, đấy, mình đấu dây này thôi các bạn này. Đấy, đấu tạm dây này đã. Bây giờ mình sẽ cắm thử các bạn nhé. Mình sẽ dùng cái pin 12V này mình cắm thử này. Thế này là chạy motor không thổi than. Wow, thì mình dí mạnh nhá các bạn. Wow, các bạn có thể nghe được tiếng gió của nó này. Bây giờ mình sẽ đi thổi thử các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi thổi thử các bạn nhé. Đây, đây là độ mạnh của nó này. Đây là chưa có đầu thổi các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái này vào trước các bạn nhé. Lắp cái này vào trước này. Sau là mình không có cái ốc ngắn, đâm ra mình sẽ sử dụng cái ốc này. Mình gắn qua đây. Nó có vừa không? Nên có vẻ là mình phải dùi thêm cái lỗ này rồi các bạn. Do mình thấy là cái lỗ này khá là chặt rồi, nên ra mình sẽ dùng cái ốc này, mình sẽ không dùng blong nữa, mình sẽ không dùng cái đai ốc nữa, mình sẽ bắn vít trực tiếp vào đây các bạn nhé. Nóng phết đấy. Này đến ngưỡng của nó rồi, tập đến đây rồi. Cái này mình nghe tách quá, chắc là nứt rồi. Ôi, sao? Nhưng mà nó nóng lắm. Nó ma sát được cao mà.
Đây là vừa hai con bu lông nữa, chắc là mình sẽ vặn thêm hai con bu lông nữa nó vào đây. Vặn thêm hai con bu lông nữa vào đây. Cho nó độ cao hơn một tí nữa. Đấy, mình sẽ vặn nó vào đây. Độ cao thì hai lớp nữa thì nó đẹp hơn. Đấy, mình sẽ tầm này các bạn này. Đấy, để tầm này siết nó vào. Cái ốc này nó to và nó vỡ quá rồi bạn ạ. Chắc là mình sẽ phải vẻ nó vào đây một tí. Nói chung là thế này là chắc rồi các bạn, không phải thêm nữa. Đấy, tiếp theo mình sẽ đấu dây với một mảnh này, đấu cất đây là xử lý sau các bạn nhé. Đấy, thì nói chung là thế này nó cũng đã khá là chắc rồi đấy. Đấy, mình sẽ chỉ làm hai con ốc thôi, thô sơ nhất có thể. Cái ốc này ở đây mới vừa không nhỉ? À, mình sẽ thử vít khoảng con ốc này các bạn nhé. Vít khoảng con ốc này dưới. Cũng được. Nó hơi chèn đôi một tí đấy. Nhưng mà mình thấy chắc là không ảnh hưởng đâu. Đấy, thì dùng cái con ốc này siết thì nó sẽ ấy hơn. Nó sẽ chắc hơn, khít hơn. Đấy. Khá là khít rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đấu dây các bạn nhé. Đây thì mình sẽ dùng hai cái ống co nhiệt này để mình cách điện các bạn nhé. Đấy, cách điện hai cái đầu này vào thôi. Không cần nhiều, mình cũng làm đơn giản và đơn sơ nhất có thể. À, ok, thì sau khi đợi nó nguội cái ống này ấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đem đi thổi thử các bạn nhé. Nào, cắm vào. Mình sẽ hạn chế sờ vào cái này vì sờ nó rất là sắc. Ok, và đây là thành quả của mình. Mình sẽ đi thổi thử các bạn nhé. Cái này nó hơi ra gió một tí này, cái góc chỗ con tem này. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử quạt được các bạn nhé. Đấy.
mới chỉ lắp đơn giản thế này thôi để chạy thử ra. Đấy, bây giờ mình sẽ đi thổi thử mấy lá cây này các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy có thể có những viên đá như thế này, cái viên đá tầm như con cái này, thì thổi nó vẫn bay nhá. Đấy, thì nói chung là con quạt này mình thấy khá là hay các bạn nhé. Mỗi tội giá của nó hơi cao, cái quạt này mình mua với giá hơn 200.000, mình thấy giá hơi cao một tí, nhưng mà với cái độ nhỏ gọn của nó và cái công suất của làm việc của nó thì mình thấy cũng khá là ok đấy, không đến nỗi nào so với những cái quạt TT này chẳng hạn. Đấy, thì mình thấy nó chỉ thổi nó yếu hơn cái máy thổi ở trước mình review cho bạn xem thôi. Đấy, còn clip sau mình sẽ chế cho nó hoàn chỉnh hơn các bạn nhé. Đấy, lần này mình chỉ có như kiểu review và mình test thử cho các bạn xem cái tốc độ của nó thôi các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.